Cũng giống như phần lớn giới trẻ thích săn fan, Evgenia Sơn Zagieva thường xuyên đăng tải những bức ảnh của mình lên mạng xã hội để chia sẻ với bạn bè. Thế nhưng, thói quen gắn liền với chiếc điện thoại mọi lúc, mọi nơi đã khiến cô gái trẻ xinh đẹp mất mạng chỉ trong tích tắc. Được biết, nguyên nhân dẫn tới cái chết của cô là do điện giật. Evgenia đã qua đời khi tương lai của cô đang rộng mở phía trước. Mới đây, nữ nhân viên kế toán 26 tuổi được phát hiện đã chết trong bồn tắm tại nhà riêng thuộc thành phố Kirovochevsk, Nga. Bà Vera, mẹ của Evgenia cho biết, sau khi không thể liên lạc được với con gái, bà đã đến tận nhà cô để tìm thì phát hiện ra vụ việc. Lúc đó, Evgenia nằm trong bồn tắm. Trong bồn nước có một chiếc điện thoại vẫn đang cắm sạc. Các nhà điều tra cho biết, cô gái trẻ đã chết ngay tại chỗ do luồng điện từ chiếc điện thoại. Nó đã bị rơi xuống nước trong khi đang sạc. Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra. Ủy ban điều tra liên bang Nga vẫn chưa thể xác minh được liệu có phải Evgenia đã sử dụng điện thoại trong lúc sạc hay chỉ là do thiết bị vô tình rơi xuống nước. Mặc dù chính phủ Nga đã nhiều lần đưa lời cảnh báo về mối nguy hiểm khi vừa sạc, vừa dùng điện thoại nhưng dường như số vụ tai nạn do điện thoại vẫn ngày một tăng lên ở quốc gia này. Trường hợp của Evgenia chỉ là một trong số 8 vụ tương tự trong 12 tháng trở lại đây. Bạn bè và người quen đã gửi lời cầu nguyện tới cô gái xinh đẹp xấu số.